nữ nguyên soái nước Tần, nghệ sĩ Thanh Loan, nữ nguyên soái nước Tấn, nghệ sĩ Xuân Yến. Nghệ sĩ Thanh Thế và nữ nguyên soái nước Hàn, nghệ sĩ Co Bo Hoàng. Yeah.
Minh Quang chào đón quý vị. Lời nói đầu tiên cho phép anh Hiệp thay mặt tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình đêm nay kính gửi đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một màn trình diễn đầu tiên thật là đặc sắc, mang tên Chung Du Diệm, gồm Thâu, Lục Quốc, sáng tác và đạo diễn Bạch Mai, với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng, nhân vật trung tâm của đêm nay, cùng với các nữ nghệ sĩ tài danh là bạn đồng môn, trong đó có khách mời nghệ sĩ ưu tú Ngọc Giàu. Một lần nữa, một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng 40 năm son sắt với nghề. Chắc có lẽ chị Đáng sẽ có rất nhiều điều muốn tâm sự với khán giả trong đêm nay. Trước hết xin cho Ngọc Đáng xin kính lời kính chào đến quý vị khán thính giả có mặt trong khán phòng hôm nay. Kính thưa quý vị, đêm nay thật là một đêm hạnh phúc của Ngọc Đáng. Từ năm 13 tuổi, Ngọc Đáng đã nhờ cha mẹ dẫn dắt vào nghề. Cho đến hôm nay, Ngọc Đáng đã nhận được sự dạy dỗ chỉ dẫn của rất nhiều bậc tiền bối như cậu Ba Minh Tơ, chú Tư Khánh Hồng, chú Hai Thành Tôn và anh Năm Thanh Tòng. Và cùng với sự đoàn kết động viên của tất cả các đồng nghiệp hỗ trợ cho đêm hát đêm nay, niềm vui nhất của Ngọc Đáng hôm nay là xin được góp phần một phần nhỏ của mình làm từ thiện. Số tiền rất ít, xin được đóng góp vào cho quỹ mồ côi trẻ em khuyết tật và nghệ sĩ nghèo neo đơn Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu. Đó là tấm lòng của Ngọc Đáng và tất cả anh chị em tham gia trong đêm diễn hôm nay. Ngọc Đáng xin tri ân tất cả tình cảm của anh chị em nghệ sĩ, công nhân hậu đài và tất cả các bộ phận, và không bao giờ quên được là tình cảm, tình thương đặc biệt của khán giả đã dành cho Ngọc Đáng. Kính thưa quý vị, và số tiền 20 triệu đồng đó là số tiền bản quyền mà Trung tâm Ban nhạc Rạng Đông mua chương trình này để phát hành rộng rãi cho khán giả khắp nơi. Không được xem đêm nay thì qua băng đĩa để có thể đến với chương trình của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng. Chị muốn dành hết số tiền này dành cho công tác từ thiện. Chúng tôi xin được mời lên sân khấu ngay bây giờ chị Đinh Thị Kim Chi, đại diện cho ban giám hiệu trường nuôi dạy trẻ khuyết tật mồ côi tại Cần Giờ, đó là trường Hoa Mai, hiện nay đang nuôi 145 trẻ em khuyết tật mồ côi bại não. Và xin được mời nhà báo Tần Nguyên, đại diện cho ban ái hữu Hội Sân khấu Nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ lên sân khấu để tiếp nhận số tiền này. Số tiền mà nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng cùng với tất cả các nghệ sĩ tham gia đêm nay trao tặng cho trường Hoa Mai là 15 triệu đồng. Và số tiền dành cho ban ái hữu chăm lo cho người nghèo đó là 5 triệu đồng. Một tràng pháo tay để chúng ta ghi nhận tình thương cũng như tất cả tấm lòng của quý vị dành cho nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng cùng với tất cả các nghệ sĩ tham gia đêm nay. Xin mời Ngọc Đáng sẽ bước qua đây để có thể trò chuyện với khán giả. Vâng, kính thưa quý vị, như Thanh Hiệp đã nói thì lúc nãy chúng ta đã nghe những tâm sự của nghệ sĩ Ngọc Đáng về quá trình đến với nghề nghiệp của mình. Thế nhưng có một cái điều mà Thanh Hiệp nghĩ rằng trong suốt 40 năm son sắt với nghề, tất nhiên một đời người, một đời nghệ sĩ thì có rất là nhiều những kỷ niệm và nhiều những mơ ước. Chị cũng đã gặt hái được những thành công và đã thực hiện phần nào những mơ ước của mình. Thế thì đêm nay chị có thể cho khán giả biết ngoài những điều mà chị đã thực hiện được thì chị còn mơ ước điều gì mà chị chưa thực hiện được hay không? Ngọc Đáng đã từng bước vào nghề, tham gia nhiều loại vai diễn. Như quý vị vừa xem vừa rồi, vai Chung Du Diệm là một vai nữ tướng. Ngọc Đáng và các chị em đồng môn trong bộ môn tuồng cổ đã được học từ nhỏ. Lúc dù 12-13 tuổi thì đã được xem như các bậc tiền bối như là Má Năm Đồ, Má Bảy Phùng Há, Má Bảy Nam hay là Cô Ba Đắc. Và đặc biệt trong đó là có mẹ của Ngọc Đáng là nghệ sĩ Ngọc Xính. Nghệ sĩ rất mong sao mình được sống trong những giai diễn như vậy. Thì bao nhiêu năm gắn bó với nghề thì mơ ước của Ngọc Đáng đã được thành hiện thực.
Còn mơ ước hiện nay của Ngọc Đán là chắc chắn cũng sẽ là những mơ ước của những đồng nghiệp. Đó là mong sao sân khấu sẽ mãi mãi trường tồn, để cho thế hệ trẻ tiếp nối con đường Ngọc Đán và anh chị em đã đi. Nhìn các em còn yêu nghề, thật sự lòng rất là sung sướng. Và nhất là đêm nay có thế hệ thứ 6 của gia đình Tuồng Cổ Minh Tơ Khánh Hồng Thanh Tập, và thế hệ thứ 5 của gia đình Quỳnh Long Bạch Mai, đó là hai cháu Ngọc Cương và Hồng Duyên, sẽ tham gia trong đêm diễn hôm nay. Điều này cho thấy là cải lương Tuồng Cổ vẫn còn được công chúng thương mến, và thế hệ kế thừa sẽ hy vọng không phụ lòng của khán giả. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Đêm nay, ngoài niềm hạnh phúc mà khán giả đã dành cho chị, chắc hẳn có một niềm hạnh phúc nữa. Chị có thể giới thiệu cho khán giả biết về ông xã của mình hay không? Người coi như là rất là nhiều năm gắn liền với chị, đứng sau lưng những thành công, những vui buồn trong nghề nghiệp của chị. Chị có thể giới thiệu anh ấy không ạ? Sáng nay thì Ngọc Đán cũng xin được giới thiệu người đồng hành với Ngọc Đán từ suốt bao nhiêu năm qua, luôn luôn đứng sau những niềm vui, những thành công của Ngọc Đán. Đó là ông xã, nghệ sĩ Thanh Long. Đâu rồi Long? Xin mời anh Long ạ. Vâng. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Thanh Long là ông xã của nghệ sĩ Ngọc Đán. Xin cảm ơn anh Long và chị Ngọc Đán rất nhiều. Rất là nồng cháy dành cho bà xã của mình. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh đêm nay đã đến với chương trình. Kính thưa quý vị, anh Thanh Long rất là ngại xuất hiện trên sân khấu, cho nên đã nói với Thanh Hiệp rằng cho phép đứng ở bên cạnh khán giả cũng các khán giả cũng như là những lần khác là một khán giả rất là bình thường thôi. Nhưng mà không ngờ là chị Ngọc Đán đã mời anh có mặt trong đêm nay. Và một lần nữa thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chia tay nghệ sĩ Ngọc Đán và chờ đón những vai diễn tiếp theo của chị. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng nhà hát cải lương Trần Vũ Trang luôn đồng hành với những ước mơ của các thế hệ nghệ sĩ, và chúng tôi sẽ nỗ lực tổ chức những chương trình sân khấu tương tự như thế này để phục vụ quý vị và tôn vinh những thành tựu của các nghệ sĩ đã đóng góp cho sự nghiệp sân khấu cải lương của chúng ta. Ngay bây giờ thì Thanh Hiệp xin mời chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nghệ sĩ của sân khấu cải lương, một tài danh mà từ năm 1964 anh đã được giải Khôi Nguyên Giọng Cổ. Và giọng ca vàng đó thì tới bây giờ vẫn còn là niềm ao ước của tất cả các diễn viên trẻ khi nối nghiệp đến với nghề nghiệp của mình. Chúng ta cùng chào đón một sáng tác của soạn giả Thanh Bình, một sáng tác viết theo dạng tân cổ giao duyên, nhạc của nhạc sĩ Trần Kiếp Tường. Bài hát mang tên Mimosa. Kính thưa quý vị, tiếng hát của nghệ sĩ tài danh, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương. Mời quý vị nghe bài hát. Chắc chung Đà Lạt trời mây nước mênh mông.
Yo.
Sao lại nỡ cho em mất đi người thương, cơn nhiên
lắm sân cầu cũng vẫn có đi, bởi nó thích đùa nên cầu treo cho em té. Chúng ta nhận thấy rằng từ vai trẻ đến vai già, từ
đào mụn, đào thương, đào mùi cho đến đào lẳng. Và việc nhất là những vai giả trai chị cũng thể hiện thành công. Đó có thể nói là nhờ sự rèn luyện không ngừng của chị đã giúp cho chị gặt hái được những thành công và được khán giả yêu mến. Để 40 năm qua, chị xứng đáng là một người con của gia đình có truyền thống theo nghề hát. Ngay bây giờ, Thanh Hiệp xin mời chúng ta cùng đến với một trích đoạn cái lương tuồng cổ nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu. Trích đoạn mang tên Qua Mộc Lan Tùng Chinh. Kính thưa quý vị, vai diễn Qua Mộc Lan do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng thể hiện, và cùng với những bạn diễn, những khách mời có mặt trong đêm nay, Thanh Hiệp sẽ được giới thiệu nghệ sĩ Hiếu Cảnh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng, nghệ sĩ Kiều Mai Lý và con gái nghệ sĩ Kiều Mai Lý, đó là nghệ sĩ Hồng Ngọc, cùng với danh hài Hữu Châu. Một tràng pháo tay cho Qua Mộc Lan Tùng Chinh. Con gái mình năm nay 17, 18, 19 tuổi rồi. Thấy không? Nè, bà kêu bọn trẻ lo tắt ra. Để lát nữa tôi đẩy khách ra. Ủa? Mà thằng Hàng Di với con cũng sướng rồi. Trời ơi, hai đứa đó nó đi theo con Qua Mộc Lan cắt vỏ mẹ rồi. Mẹ con Qua Mộc Lan đánh đứa nào nó nói sặc má mũi hết trơn rồi. Trời ơi, vậy ổng không chết chưa? Nếu để như vậy hoài mai mốt ai lo việc nhà việc cửa hả? Vậy là sao ông giỏi đây? Đó, cho nó học ta thương quyền nữa đây. Bà nói sao nghe tức quá. Dí dầu mà còn no co hư. Cũng do nơi người mẹ, tại tánh bà ấy sẵn sẻ, nên con trai trong mình bà như sao. Cũng phải học võ nghệ tinh thông để giúp kiếm được chữ thạc này. Bây giờ tôi nói ông nghe nè. Mình đó chỉ có một đứa con gái mà. Nó bây giờ nó yếu đuối vậy thì bây giờ làm sao đây? Sao? Thế cho nên tôi càng muốn cho nó nên cười hữu dụng. Nói thì nói cỡ tệ chứ. Cho nó học á, kim cung để sau này nó truyền lại cho con của nó, bà hiểu chưa? Ôi mà tôi ngày nó cứ đi săn bắn hoài à. Rồi nó đi săn sự với mọi người như vậy. Bà đừng có cằn nhằn nữa. Con nhận gió
sao mà để đưa sủi cảnh đưa trẹo hạt. Em đâu không có ai lo, việc nhà việc nó cửa. Chết rồi, gặp ai nó cũng đánh, đến đổi ông Mai tới coi mắt nó mà nó cũng đánh dạ, nữa kìa. Dạ, dạ, người này không phải là người đánh coi mắt con. Vậy chứ ai? Dạ, ông Mai đó. Ờ, ông Mai hả? Ông Mai đánh hả? Trời ơi, là trời ơi. Mày có biết ông Mai đó là ai không hả? Dạ, ai vậy cha? Đó là Mã Đô Quý đó, nghe chưa? Trời ơi, ông Mai có vậy nè, có vậy nè. Thôi. Tôi đi vô, tôi đi tiếp. Dạ, dạ. Đụng ai cũng đánh, đụng ai cũng mua vỏ, mua thương. Bà thấy chưa? Sao? Hết rồi đó, không có ai mà dám tới đây hết. Được rồi, để nó ở gia cho rồi đi. Rồi bây giờ cái chuyện hôn nhân này kể như là không có thành phải không? Cái điều này mà ai dám tới cười ngon nữa, để nó ở giá, tôi nói rồi, cho nó ở đến già luôn. Ủa, hôn nhân đã coi như bất thành rồi. À, đúng rồi. Nhưng mà tôi nói anh nghe, bây giờ đó, con gái của mình nó giỏi như vậy đó, thì ông thấy làm sao? Đó, bây giờ hai cái người mà tao qua công tử là bành gông, bành hổ gì đó, còn bây giờ cái tên các ông tỳ gì đó là bị nó quýnh tan nát hết trơn rồi bây giờ. Ôi cái thứ đó mà, cái thứ công tử là mềm như bún thiêu, yếu như cơm trụ, nói cái gì. Rồi cái đám mà mã kỳ, ôi lục thường tài bà ơi. Đó, rồi bây giờ cái chuyện này nè, nó mới là quan trọng nè. Sao? Bây giờ á, về mà hôm nay nè, ông có nghe đó là cái lệnh vua truyền ra khắp cả nước mình chưa? Cũng gì cái vụ đó ngày càng hút dữ. Đến chúa mất tuyệt tình gọi anh ra đầu ưng đúc chưa? Đúng. Bởi vậy là vì cái chuyện này đó mà hôm qua mà quan mấy ngày mai nó bỏ ăn bỏ ngủ đó. Bây giờ ông tính sao đây? Nó đòi đi tùng quân giết giặc hả? Đúng rồi. Bà có muốn đi tùng với nó không? Tùng với nó luôn được cho nó có cả. Tại nó không có đi tùng quân chi nữa trời. Dạ cả rồi tùng quân chi nữa. Trời đất ơi. Coi giờ nó đòi nhịn ăn chứ vậy. Đúng. Chị để nó chết luôn cho rồi. Tôi với bà đỡ chứ có làm sao. Khởi đời này còn cái nhà ai không lo tiêu thụ mãi mãi. Tôi ngày cứ lo tập võ vợ quyền. Bây giờ nó lại đòi tầm quân nhập ngũ. Không cho nó đi thì nó bỏ nước bỏ cung. Thiệt là cái thứ gì đâu à. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ không lẽ nó đòi đi tùng quân nhập ngũ là tôi với bà phải chịu nó liền. Rồi mai mốt nó đòi ăn gan trời, tôi với bà cũng phải lo như vậy nữa hả? Nếu mà cản ý định của nó đó, thì hóa ra là tôi hẹp lượng, ép chế hay sao? Khi còn thiếu niên, tôi cũng là một võ quan mà. Bây giờ nếu như con gái của tôi mà nó có tinh thần thượng võ, đó cũng đâu phải là chuyện lạ. Được, nếu như nó muốn đi tầm quân nhập ngũ
chí ít nó phải làm cái gì hơn tôi hoặc là bằng tôi mới cho nó tùng gì đó thì tùng. Ủa, tài nghệ của Hoa Mộc Lan thì ông cũng đã thấy rồi, nhưng mà bây giờ ông lẽ nó đi tỉ võ với ông. Cha dạ. Cái chuyện này cũng hơi căng nha. Dạ. Nếu mà nó thua ông thì không có sao, nhưng mà nếu mà nó lỡ mà nó thắng ông hả, nó coi ông dài nói ông chặt máu trợ đường xấu cho người đó. Trời ơi, nếu mà như vậy á thì tôi gọi nó là thầy, là nó muốn tòng quân gì tòng. Ông hứa rồi đó nha. Ừ. Nếu mà nó thắng là ông phải cho nó đi nha. Rồi. Quân tử nhất ngôn. Thầy đó. Ngôi. Dạ. Thầy. Điên hả? Dạ. Vậy. Dạ. Dạ có một người muốn hỏi thăm ông. Người nào? Dạ. Ra sao? Dạ thưa ông. Ừ. Người đó tuổi chừng đôi chín. Ừ. Có lẽ là từ phương xa mới tới nơi này. Tao mà hiểu tao chết liền. Thôi mình múa lại lần nữa tao coi. Dạ, cái người đó tuổi chừng 29 đó ông à. Từ phương xa mới tới nơi này. Này nó quay múa lên. Múa lần nữa coi. Dạ thưa ông. Múa hả? Dạ thôi con đuối rồi. Mày mập quá cho nên mày đuối mà. Dạ đuối rồi. Dạ hả? Muốn tới đây để làm gì? Dạ, con có hỏi thì cậu ấy trả lời. Ừ. Múa nữa nào? Múa đi. Dạ, nghe danh của ông đến đây để thọ đường hướng tuyệt kỳ. Mày sĩ gì mày sĩ cho nó té luôn vậy mày? Dạ, tại con múa nó đúng nó xương đứng rồi. Thấy chưa? Ta già rồi vẫn có người tới đây xin ta họ giao thấy không? Biết. Được. Mời cậu ta vào. Xin chào lão ba. Nghe đồn lão ba là người tài ba võ giỏi. Năm đất nhờ chỉ cho mấy đường là thương. Có lẽ bạn hữu của tôi họ qua Minh Đức Minh kém thì không kém nhiều, nhưng chắc chắn là không bằng ngày xưa được. Dĩ như có người mời lão bác thử tài thì lão bác nghĩ thế nào? Ê da, chắc tôi từ chối. Từ chối? Ừ. Thảo nào, thiên hạ đồn rằng Mai Văn Lan hiện nay không còn một ai có võ nghệ tuyệt luân để cho đám hậu sinh cúi đầu họ giáo. Lời ấy quá không sai, xin kính mừng lão bá. Khoan hả? Cậu vừa nói gì? Cậu nói rằng Mai Hoa Trang không có người để cho cậu thọ giáo à? Đừng khi dễ mà lầm, dầu hèn cũng thể à cậu. Được, tôi với cậu có thể tỉ thí với nhau chăng? Dạ, cha đầu giám, khi mong được học hỏi thêm vài miếng để phòng thân của bà. Khỏi cần phải khiêm nhường. Được, tôi với cậu sẽ vợt thử vài đường. Hàng Di. Dạ. Lấy cây thương gia truyền cho ông. Dạ có em. Thưa cậu, bây giờ hãy từ từ. Ta già rồi, trí nhớ ta cũng hay quên. Mời bằng sáng hôm qua thôi. Tao còn bài nữa, đánh nữa, còn nữa. Vô. Hai. Ôi. Ôi. Ôi.
Ê, chào lắm. Chào quý vị mày. Dạ. Hả mày? Dạ, con tưởng ông cơ con còn khỏe. Trời đất cho hả? Qua một lên hả? Trời ơi, bà thấy chưa? Nó gian giả trai để mà nó đánh tôi nè, bà thấy không? Đó, bây giờ không thấy tài nghệ của con gái ông chưa? Được rồi. Mày muốn đi đâu mày đi? Chứ Đăng Long. Mày tao mệt chứ. Mặt mày lại cho tao dựa mày, chứ tao nói chuyện. Đây nè, lỡ hứa rồi, biết sao bây giờ? Dạ. Thì nếu con đi thì con phải ráng làm sao cho rạng rỡ tâm môn, đừng có để mất phẩm gia và tuổi nhục kim họ qua mây đời quanh liệt. Nhớ rõ chưa? Dạ. Thằng Duy. Dạ. Dắt tao vô. Dạ. Mày đi bình thường, mày đừng có múa nghe. Dạ. Ông ở đây không tao luôn. Mẹ, cha con đã bằng lòng đã cho con thực hành theo ý định, vậy để con lo thu xếp lên đường. Được rồi, để mẹ cho anh thu xếp theo con trong đó mà. Âu Sơn dạ, vào trong thu xếp nghe người đi theo con không nha. Dạ. Qua một năm, dạ, con ra đi hãy nhớ kỹ lời dặn, trên cõi đời này đầy dạy chung. Mong theo về trời mơ.
quá lòng thành nhờ thì thế Yeah.
sinh trong giờ tự qua xuôi. Yeah, he's right.
hiểu tưởng tình riêng giận nước sinh lý. Tô Nam Kinh, Tô Dương Vinh, Tô mẹ hạ ơi thôi,
Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả kính mến và các bạn trẻ thân yêu. Cũng lâu lâu mà về tháng gặp quý vị lần cũng là vui rồi. Tấn Tài xin hát bài ca chuyện tình Hàng Mặc Tử gửi đến cho quý vị chương trình này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you.
Sầu nữ Út Bạch Lan và nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng đến với một sáng tác của soạn giả Hoàng Song Việt, bài ca cổ mang tên Tâm sự Hà Ca. Một tràng pháo tay cho sầu nữ Út Bạch Lan và nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy. Oh,
Mãi lại quá thân trong nữa.
đời vương tâm, thấy số phận chỉ hằng cam chịu cảnh đơn côi. Nhưng trong lòng tôi người vẫn mãi là bạn già, vẫn mãi là đóa hoa sẽ tiếc buồn trong kỷ niệm. Nếu còn có kỷ niệm nghĩa lặng tâm lòng phải sống với cái mẫu của mình, đó là Ngụy Bà. Vốn là một người phụ nữ thâm độc, Ngụy Bà muốn chiếm hết gia tài cho con trai của mình là Lưu Toàn Nghĩa, cho nên bà đã sai người giết Lưu Toàn Định trên đường anh ứng thí nhiều thi. Kính thưa quý vị, nhờ sự trung hậu của người hầu này mà đã giúp cho hai anh em thi đậu cũng như thoát qua bảy hiểm của mẹ của mình, đó là Ngụy Bà. Ngày xử án Ngụy Bà cũng là ngày những người hiền đã tế cáo cùng đất trời để xin tha tội cho mẹ của mình. Chúng ta cùng đến với lớp diễn hay nhất trong kịch bản Vụ Án Quỳnh Khổ Can, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ: nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long trong vai Lưu Toàn Nghĩa, nghệ sĩ Trọng Nghĩa trong vai Lưu Toàn Định, nghệ sĩ Tú Sương trong vai Đỗ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng trong vai Ngụy Bà. Đặc biệt có sự tham gia của hai diễn viên nhỏ thuộc thế hệ thứ sáu của gia đình Bầu Thắng, Minh Tơ, Thanh Tòng, đó là bé Hồng Quyên, con gái nghệ sĩ Tú Sương, và diễn viên thế hệ thứ năm của gia đình Quỳnh Long, Bạch Mai, đó là bé Ngọc Cương, cháu nội của nghệ sĩ Bạch Mai, con trai của nghệ sĩ Kim Nhân. Chúng ta cùng đến với trích đoạn Vụ Án Quỳnh Khổ Ca. Oh,
con nói cho bà nội nghe. Dạ. Chú ba là sao rồi? Dạ bị cọp ăn rồi. Trời! Quan há lại dân sau
mời quan huynh an tọa. Đê đầu thủ phục quân phương, chúng tâu tràn. Và phu nhân ao hậu quan nghệ trước công án quyền quýnh ngữ tọa, nhưng mà xử án nào kìa, còn án mẹ xin tha. Ông quan huynh, nếu như thế còn chi đâu là sáu lục tiêu hà. Nếu vậy để xin được vào triều ca, xin trả chức. Quan đệ, khoan nóng dục, để nghe huynh đế cả lời phân. Nặng tâm ăn mỏi mệt tâm thần, án thân mộng. Nhờ đêm phân sự, quan huynh, quan huynh, xin mẹ ơi, một lại này con xin tạ tội bất hiếu. tội thứ ba sâu độc vô ông.
lừng ba tuổi. Công đường thọ an mạnh cao quan, dân có tội quan mặc tình phân xử. Nhưng nếu dân kêu nàng, quan có ép chế không? Quan thanh liêm sao trước đại từ, nếu ức lòng giữ công đường hãy phán khác. Mẫn ngạc chuyện gia nội nào dính vào quốc sự thì tại sao lại buộc tôi thọ tội hại nước nho? Nghe trả lời. Thank you.
đã tan thế lương tâm can xối san già. Đành con một lần nữa.
Thiệt xin được giới thiệu một chiếc đòi cái lương toàn nữ ban nổi tiếng, thần nữ dân ngũ linh kỳ. Kính thưa quý vị, thần nữ là công chúa Thủy Tề, biết được mối lương duyên của mình với Tiết Ứng Luôn tồn tại trong 7 ngày, nên thần nữ đã quyết định hóa thân thành nữ tướng giúp Vàng Lê Quê và Tiết Ứng Luôn diệt trừ Ô Hắc Lợi. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng đến với lớp diễn độc đáo này qua sự thể hiện của ba nữ nghệ sĩ tài danh. Kính thưa quý vị, giai thần nữ sẽ do nghệ sĩ Bình Tinh thể hiện, giai Vàng Lê Quê nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ và giai Tiết Ứng Luôn nghệ sĩ Trinh Trinh.
về đêm. Nàng ơi bi thương khó dời, con có khi mình không đi ra, suốt đời nhớ nhàng đời hôn non xanh. Trong sáng thank you.
nàng nghĩ ra sao? Dạ, tiền thiếp quyết đem xuất là báo quân ông một quân vũ. Được. Thank you.
Lời thưa cùng cơn nắng bay trong
mẹ đánh con, sao con kể lỗi mẹ? Trong tình nhà con mang phận hiếu thân, trốn qua hôn chẳng quá cái danh là trịnh chúa. Chuyển nhà diệt nước há là ai? Diệt nhà mẹ trách con lỗi đạo lưng quyền em. Chẳng hỏi luật quốc pháp, ai là kẻ toàn thân ngực chúa? Ai lưng quyền ông tơ sát vua? Ai quốc trung hoàng dưỡng, ai lỗi đạo quân thần? Đoạn của Tuyền Lai Sinh với sự hội ngộ của nghệ sĩ ưu tú Mộc Đán và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã khép lại chương trình đêm nay. Một lần nữa, thay mặt nghệ sĩ ưu tú Mộc Đán xin cảm ơn về tình diện của quý vị đã đến với đêm chương trình sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú Mộc Đán, 40 năm son sắt với nghề, xin cảm ơn về tình diện.